Ngày 10 tháng 4, tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, vợ chồng Trương Xuân Đức và các đồng phạm. Đáng chú ý, bị cáo Đỗ Hữu Ca khẳng định nhận tiền để khắc phục hậu quả chứ không chạy tội, trong khi bị cáo Trương Xuân Đức lại tố ông Ca dám làm không dám nhận. Phần chất vấn trong phiên xét xử vợ chồng ông Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã tranh cãi với cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca xung quanh cáo buộc đưa nhận 35 tỷ để chạy án. Bị cáo Đức nói, coi ông Ca như anh trai nên rất tin tưởng. Khi biết công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra hành vi mua bán hóa đơn trốn thuế trong các doanh nghiệp của mình, Đức và vợ đã nghĩ đến ông Ca. Vợ chồng bị cáo Đức đã bốn lần rút tiền, chuyển đủ cho ông Ca 35 tỷ để nhờ ông này chạy án mong muốn thoát khỏi vòng lao lý, giữ được uy tín làm ăn, Đức không chọn phương án khắc phục hậu quả. Bị cáo đã mang tiền để cậy nhờ ông ca lo lót. Trong thời gian đó, Đức đã tạm lánh khỏi địa phương để chờ kết quả. Khi Đức bị bắt mới biết ông ca đã không dùng tiền chạy án như đã hẹn, vợ của bị cáo là Ngọc Anh đến xin lại tiền nhưng ông ca không trả còn đuổi về. Tại phiên tòa, hồ, bị cáo Ngọc Anh và Trương Xuân Đức liên tục tố cáo hành vi nhận tiền mà không chạy án, rồi là không chịu trả lại của ông ca. Bị cáo Đức nói, rất buồn đến mức sống không được, chết cũng không xong. Bị cáo coi anh ca như anh trai, nhưng anh ấy làm mà không dám nhận. Khi được hỏi về số tiền 35 tỷ, Đức một mực khẳng định đó là tiền để nhờ ông ca chạy tội. Tuy nhiên, quá trình cụ thể như thế nào thì không nhớ. Bị cáo này nói tất cả có trong cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Việc đưa tiền cho ông ca để chạy tội là rõ như ban ngày. Tôi chưa bị điên để tự dưng cứ cầm hết tiền lần này tới lần khác đến nhà anh ca. Nếu anh ấy ân tình với tôi, hướng dẫn cho tôi đúng luật thì hôm nay tôi đã không đến mức này, Trương Xuân Đức nói tại tòa. Vợ của Đức là bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh cũng khẳng định số tiền 35 tỷ đồng trong 4 lần mang đến là để nhờ ông ca chạy tội cho chồng. Mọi lời khai đều đúng trong cáo trạng. Hôm bị cáo tới nhà anh ca để hỏi vì sao chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền đã đưa. Ông ca không trả tiền còn mắng và đuổi bị cáo về. Do hai gia đình lâu nay có quan hệ thân tình nên bị cáo đành im lặng ra về. Ngọc Anh khai. Trái với lời tố của vợ chồng Trương Xuân Đức, bị cáo Đỗ Hữu Ca khẳng định chưa hề yêu cầu vợ chồng Đức đưa tiền cho mình. Ông Ca cũng nói không hứa chạy tội hay chạy án gì cho họ, chỉ hướng dẫn họ thu xếp tiền để khắc phục hậu quả theo quy định của luật. Cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng không nhận tội mà cáo trạng truy tố. Bị cáo ca phủ nhận lời buộc tội của vợ chồng Đức mà ông nói coi như ruột thịt. Khi Ngọc Anh nhiều lần tìm tới khóc lóc, quỳ giữa nhà xin cứu lúc Đức bị công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, bị cáo rất lo lắng và muốn giúp Đức, nhưng bị cáo chỉ mong muốn cứu Đức trên cơ sở quy định của pháp luật, chứ không đồng ý để Đức mang tiền đi chạy tội. Bị cáo ca nói đi nói lại tại tòa rằng đã giải thích cho gia đình Đức về nguyên tắc khi xâm phạm tiền của nhà nước thì phải hoàn trả lại và bồi hoàn thiệt hại để nhận sự khoan hồng. Về việc nhận 35 tỷ đồng sau 4 lần vợ chồng Đức mang tới, ông ca khẳng định tiền đó không phải tiền chạy tội mà giữ hộ cho Đức nhằm khắc phục hậu quả. Bị cáo không nhận chạy án, không có ý định chiếm dụng hay lừa đảo tiền của gia đình Đức. Theo bị cáo ca, mỗi lần Ngọc Anh mang tiền tới nhà đều là tự ý, không nói tiền đó là gì, không kiểm đếm và không có giấy tờ chứng thực. Ngọc Anh chỉ nói anh cất tiền đi cho em. Lúc nhận tiền, tôi nghĩ nước đang trốn, Ngọc Anh và con nhỏ ở nhà heo hút không dám giữ số tiền lớn nên mang tới nhà tôi để gửi. Tôi không hề có ý định chiếm đoạt 35 tỷ này. Tiền để ở dưới giường, nguyên túi, nguyên cọc. Khi thấy cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, bị cáo đã chủ động nộp lại. Lúc cơ quan chức năng kiểm đếm, bị cáo mới biết tổng cộng là 35 tỷ. Khi bị cáo Đỗ Hữu Ca chối tội, Trương Xuân Đức lập luận, nếu ông ca coi bị cáo là anh em thì không anh em nào sống như thế cả. Nếu không giúp được bị cáo thì ông ca đừng nhận tiền, đừng hứa nếu để từ đầu cho bị cáo đức chủ động thì gia đình đã không đến cơ sự như hôm nay thậm chí lúc chủ tọa hỏi đức có xin giảm án cho bị cáo ca không thì trương xuân đức lạnh lùng nói không có ý kiến gì mong pháp luật xử lý đúng người đúng tội đức cũng từ chối chất vấn của luật sư tỏ thái độ oán hận anh ca và không muốn nói gì thêm